Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Kỹ Sư Hẻm. Và hôm nay sẽ là một cái chuyên mục review con CBR250R2018 đã độ cực chất từ Kỹ Sư Hẻm. Đầu tiên, chủ xe rất là yêu thích carbon fiber, vậy nên vì thế đã quyết định là sẽ cho nguyên chiếc xe của mình toàn bộ dàn áo bóng chuyển thành carbon fiber hết, ốp bình xăng, ốp mắt ổ khóa, rồi tất cả hai cái ốp hông phía đằng trước, rồi toàn bộ dàn áo tất cả là đều là carbon fiber, và sau đó là làm một bộ tem airbrush hoàn hảo lên trên cái phần carbon fiber này. Phía đằng trước thì hệ thống an toàn thì vẫn là giữ nguyên bản zin, chỉ thay những cái sợi dây dầu heo từ USA cũng như là những con ốc titan đủ kiển mà thôi. Không thể nào thiếu được là một cái cùm Rambo Corsacota để mà tăng thêm phần hoàn hảo ở phần phía trước, cảm nhận tốt hơn, hay cặp bao tay cùng chơi ngon hơn. Như các bạn có thể biết là CBR250R2018 là mẫu xe sử dụng cái cùm ga điện, và chủ xe cũng muốn nâng cấp thêm cả bên côn dây biến thành côn dầu với lại cùm RCS14 và bộ dây dầu kèm với lại bên côn Magura của Ý, thì điều này đã giúp cho chiếc xe nó bóp côn ngắn hơn và dứt khoát hơn. Đi kèm với đó là một cái công tắc 5 màu thiệt là bắt mắt từ Accosato Racing. Những cái nút bấm cho nó sẽ được tùy chỉnh theo cái nhu cầu của người sử dụng, phù hợp với lại lợi ích của người sử dụng. Đấy, Crow by Wire có nghĩa là cùm ga điện. Nắp xăng đồ chơi giúp cho chúng ta có thể mở nhanh, thiệt là nhanh. Đồ chơi thì cái bộ gác chân này giúp cho cái tư thế người lái có thể điều chỉnh được theo cái nhu cầu của mình, có thể đi racing hay đi touring, đó là mình nâng cao hạ thấp tùy ý. Thì đây là một trong những cái chiếc xe CBR làm của mình cũng khá là lâu, mất thời gian, tại vì cái phần làm carbon fiber này nó tốn nhiều thời gian hoàn thiện, nó tầm khoảng 2 tháng. Rồi, chúc các bạn có một cái video thật là hay ha, các bạn cứ xem tiếp đi nhé. Cảm ơn, chào mọi người. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ ở video phần tiếp theo của những chiếc xe độ từ Kỹ Sư Hẻm.